Chào mừng quý vị các bạn đến với vòng thi đặc biệt đầu tiên mang tên Khám phá Kim Tự Tháp. Ở vòng thi này vẫn có 6 chủ đề và nội dung của các chủ đề như sau. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Huyền ảo các loài hoa. Chủ đề thứ 3. Cây tùng, cây bách. Chủ đề thứ 4. Cảnh thần tiên. Chủ đề thứ 5. Hình vuông mạnh mẽ. Và chủ đề cuối cùng, tìm và diệt. Hiện nay thì chúng ta đang hình thành hai đội chơi, đó là anh Quang Bách và bạn Thùy Dung. Đội thứ hai đó là bạn Hòa Giang và anh An Mỹ. Nội quy vẫn không có gì thay đổi, tất cả thể lệ đều như nhau. Tuy nhiên số điểm thưởng sẽ khác nhau và giá trị tiền thưởng cũng sẽ được tăng lên. Bây giờ thì ưu tiên cho bạn Hòa Giang. Em bạn xin được ưu tiên chọn chủ đề. Chủ đề muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ con người khi vừa sinh ra chưa có, chưa biết. Đương nhiên là khi vừa sinh ra thì có lẽ là chưa biết nhiều, phải không ạ? À? Nhưng bây giờ thì hãy hình dung xem, hãy hình dung xem đó là những thứ gì. Bạn vẫn có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Rau. Nem. Răng. Đi. Cười. A, B, C. Nói. Trước khi đi. Bò. Rất xuất sắc. Nhưng có lẽ ngay từ câu hỏi đầu tiên, sau một thời gian chưa có được dịp quay lại cho nên vẫn còn vi phạm ở cái lỗi đầu tiên, đó là có từ trùng với từ có trong đáp án. 6 điểm là một con số gần tối đa. Mời đội của bạn Hoàng Bách hãy chọn chủ đề tiếp theo. Em sẽ chọn chủ đề tìm và diệt ạ. Tìm và diệt. Chủ đề tìm và diệt. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những con vật người ta hay dùng thuốc để diệt. Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Muỗi. Con gì hay bò nhiều nhiều. Kiến. Con gì hay bò nhiều nhưng dùng thuốc xịt. Gián. Chuột. Con gì hay có trong chăn. Có trong chăn mới con biết rẹp. Chăn. Biết trong chăn mới biết chăn có gì. Bỏ qua. Con gì hay có con ở con mèo hay cắn mình á. Con bỏ qua, bỏ qua. Trên tóc. Chí. 5 điểm ở vòng thi này là một cái điểm tương đối cao à. Nhưng mà tôi thấy là bạn Thùy Dung bạn hơi bối rối ở phần câu trả lời, đó là con rịp, con rận, phải không ạ? Là con rận. Và chủ đề tiếp theo, mời đội của bạn Hòa Giang. Chọn chủ đề huyền ảo các loài hoa. Chủ đề huyền ảo các loài hoa. Ở chủ đề này thì anh An Mỹ sẽ là người gợi ý và bạn Hòa Giang sẽ là người trả lời. Gợi ý của chủ đề này như sau. Và đây là một chủ đề có điểm thưởng. Ở vòng thi thông thường thì điểm thưởng là 300.000 đồng. Ở đây vòng thi này là điểm thưởng là 1.600 điểm, tương ứng một giá trị tiền thưởng là 1.600.000 đồng. Nếu trong 30 giây anh trả lời tất cả 7 câu hỏi. Gợi ý của chủ đề này như sau. Tên những loại hoa có dấu huyền. Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Cầm xẻng. Cầm cái xẻng. Làm gì? Cầm cái xẻng làm gì? Bỏ qua. Hoa gì mà có tên của một người dẫn chương trình? Quỳnh. Đúng. Hoa gì tặng yêu? Hồng. Đúng. Hoa gì nở buổi trưa? 10 giờ. Đúng. Đồng tiền. Đúng. Hoa gì cầm thổi? Loa kèn. Cái chữ sau thôi. Kèn. Đúng. Hoa gì ướp hương? Lai. Đúng. Hoa gì cây? Ồ, rất tiếc, đó là hoa đào. Nếu anh nói là hoa thường vào những dịp Tết ở Hà Nội thì nhiều hơn. Thì ở miền Nam chúng ta thì có hoa mai, nhưng ở miền Bắc, nhất là ở Hà Nội thì có hoa đào. Chúng ta đã bỏ qua một cơ hội để đoạt số điểm là 1.600 điểm, là 1.600.000 đồng. Chủ đề tiếp theo, mời đội của bạn Hoàng Bách. Đội của Bách chọn hình vuông mạnh mẽ. Hình vuông mạnh mẽ, gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ tạo cảm giác vuông vắn khi nhìn.
Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Hình vuông, chơi tướng. Cờ, thành cờ. Xây nhà thì có cái gì? Gạch. Trong lớp học có cái gì để viết? Bảng đen, bảng. Đựng viết. Hộp bút. Ở đâu? Mình đang ở đâu? Không, cái nơi mình ở. Nhà. Cái này gọi là cái gì? Màn hình. Đựng đồ. Tủ. Không, một cái nhỏ nhỏ bằng cô tao, bằng bê tông. Bạn đã diễn tả gần chính xác rồi. Đựng đồ, đựng những cái vật dụng bằng cô tông, bằng thôi là thùng cạc tông, đó là thùng giấy. Gần chính xác rồi, nhưng mà rất tiếc là không còn thời gian nữa. Kết thúc 4 chủ đề, số điểm của hai đội như sau. Đội của bạn Quang Bách được 11 điểm và đội của bạn Hoài Giang được 12 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội.